Hello mọi người, dạ em là Hoa Hồng Đen đây. Em vừa tới Cày Tơ Bắc Ninh nha mọi người, để cứu bé chó. Đây Cày Tơ, Cày Tơ Bắc Ninh chiên. Ok anh. Trời, anh thấy không nè, em đi mà em đứt chiếc dép luôn rồi, thấy không? Sợ anh chờ cửa em đứt đấy, đi chứ. Giờ đền tiền nó dép đi. Đâu nó đâu anh? Đâu? Đây. Nè, đứt chiếc dép luôn phải không? Cái gì vậy con? Gì vậy? Gì vậy cục vàng? Hả? Tự nhiên con gặp má con người con. Thôi thôi, không có sợ, không có sợ. Thôi, đây, 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 đây. Đời cửa mây bay đâu ai hay làm kiếm. Gì vậy? Gì vậy con? Thôi, thương, thương, thương rồi đây. Đây bé, đây bé, đây bé, bé màu trắng đây, ngã tư bốn xã đây. Thôi 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 thôi, không sao không sao. Cứu hộ, cứu hộ vô đây con. Anh mà chờ lâu quá. Không, em mới vừa đi cứu ca kia kìa, xong rồi em phải đưa đi thú y nữa mới qua bên anh được. Bà chị bà gọi em cũng sốt ruột chứ bộ. Có cái lồng kìa, cứu hộ vô đây con. Đó này đó, con em nè mọi người, đó con trai tôi cứu hộ nha. Đó nó hung dữ sao hả? Cái này nó chó con mà, nó phải chó lớn đâu. Khát nước, khát nước, khát nước. Để chú có nước không, cho cháu một miếng nước đi, nó khát nước. Kìa, là chú cho uống nước à. Đời tựa mây bay đâu ai hay làm kiếp người, đời chốn du hành là địa ngục trần gian, mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lấy quay chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Khát nước á, phải không? Con em nuôi em biết mà, nó đi táo tác là một là nó khát nước, còn hai nữa là nó mới bắt ị. Nhìn em nhìn cái đường cử chỉ nó là em biết nó cần cái gì à. Nó đi theo em suốt luôn á. Rồi con đi nè, đi theo xin ăn nè. Hả? Đây nè. Đó. Đi theo cái chưa? Cái cầm cái bát ra cái nó chạy ra. À, chưa có cứu bạn là mày đi xin ăn rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Cái gì vậy cục vàng? Hả? Cái gì á? Sao? Rồi, bây giờ là chuẩn bị cứu bé đem về nha mọi người. Đang nè, ông đang chuẩn bị lồng nè. Đó, đem bé về. Không, đi mà đứt đôi dép luôn rồi nè. Đó. Có đôi dép lồng của mà cũng bị đứt luôn nha con ha. Này. Cứu hộ ơi. Uống được không? Đây đây, uống nước. Nó sợ, sợ, sợ. Đây, đang chuẩn bị bắt bé sang lồng để đem về chạm đó mọi người. Ngừ hả? Ngừ, dữ lắm. Ghê vậy? Dữ lắm. Ai, ai hiếp nhỏ? Hả? Bộ liên tiếc lắm sao mà ôm cây xả nằm trong vậy hả? Hả? Cần củ ghiền không? Hả? À, rồi mà mấy anh chị bây giờ mấy anh chị thông cảm nha, tại vì bắt bé là phải bắt bằng giọng. Rồi, có gì mà mấy anh chị bỏ qua cho Hoa Hồng Đen nha. Bé đang tự vệ á. Thank you.
Nó con đừng sợ con. Không giữ, không giữ. Cứu hộ ơi. Rồi, ok thì thôi bây giờ Quang đi xin phép kết thúc video tại đây nha mấy anh chị. Mất công tại vì trong quá trình bắt á, nhiều khi mấy anh chị thấy cái cảnh bắt này thì mấy anh chị sót rồi mất công phiền nữa. Cho nên là cho em xin phép là kết thúc cái video này ha. Cái gì em sẽ cập nhật bé khi trở về trạm để cho mấy anh chị theo dõi nha. Dạ, em xin chào. Chào các anh chị.